DeAndre hoặc là Dean Kalis sẽ có vitamin C 30% LAA ở trong nền silicone, và thật sự đó là một trong những cái sản phẩm cực kỳ không đánh giá cao. Hi, welcome back và cả 1588 và đây là YouTube channel của mình, 1588 channel. Hi, chào bạn nào chung với mình, thì mình tên là Boo, mình làm video về beauty và đời sống. Ngoài ra, mình đang là admin của group công ty mỹ phẩm với hơn 300.000 thành viên, 320.000 rồi đó. Và đây là một group cực kỳ chất, vì những nội dung cực kỳ chuyên sâu về mỹ phẩm giúp cho các bạn có thể tìm thấy các loại mỹ phẩm phù hợp hơn với những làn da nhạy cảm và động đẳng của mình. Nên nhớ ghé qua nhé. Ok, thì nội dung của video hôm nay, mình biết là trong các fan của mình và trong các bạn ở trong group công ty mỹ phẩm, tại vì đây là một group cực kỳ lớn rồi, 320.000 thành viên rồi, thì có một số lượng không hề nhỏ các bạn đang sử dụng cái sản phẩm chứa vitamin C ở trong skincare routine của mình. Và thật sự là vitamin C là một trong những cái chất mà rất là tốt đối với làn da của các bạn, tại vì vừa tăng sinh collagen, vừa chống lão hóa, vân vân và vân vân, rất là nhiều các ưu điểm và những cái công dụng của vitamin C đã được chứng minh rồi. Nhưng mà tại sao các bạn xài vitamin C lại không có hiệu quả, và làm thế nào để chọn được các sản phẩm chứa vitamin C mà nó sẽ hiệu quả trên làn da của bạn, mà nó hạn chế kích ứng, hạn chế mọi thứ luôn, thì các bạn xem hết video nha. Ok, và nhớ cho mình một like và subscribe cho kênh channel của mình nha, tại vì đây sẽ là nguồn động lực rất là lớn để mình có thể tiếp tục làm những content như thế này cho mọi người. Ok, về vấn đề vitamin C thì chúng ta sẽ không còn phải nhắc đến nữa, tại vì vitamin C được chứng minh rất là nhiều các công dụng cho làn da của các bạn. Nhưng mà các bạn đâu biết là ở trên thị trường có khoảng đâu đó khoảng 7 đến 8 dạng khác nhau của vitamin C, ví dụ như LAA hoặc là EAA hoặc là MAB, vân 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 vân. Thực sự là mỗi dạng thì sẽ có những cái nghiên cứu và những chứng minh riêng, nhưng mà cái dạng được nghiên cứu nhiều nhất sẽ là LAA. Nhưng mà cái dạng LAA á, nó cũng là cái dạng mà bị, nói chung là kiểu traffic nhất. Tại vì thực sự á, là để vitamin C dạng LAA mà nó hoạt động tốt nhất á, thì độ pH của cái sản phẩm mà chứa vitamin C đó nó phải thấp thì nó mới đi sâu vào làn da được. Hoặc là cách thứ hai, muốn vitamin C nó đi sâu vào làn da để nó hiệu quả nhất á, thì cái hãng mà sản xuất ra cái vitamin C đó phải áp dụng công nghệ vào rất là nhiều. Nhưng mà trên thị trường thực sự á, là rất nhiều hãng sản xuất ra các loại vitamin C, ví dụ như là DeAndre hoặc là Dean Kalis sẽ có vitamin C 30% LAA ở trong nền silicone. Và thật sự đó là một trong những cái sản phẩm mà mình cực kỳ không đánh giá cao luôn. Tại vì cái nền silicone như vậy á, công nghệ nó không có nhiều, và đương nhiên thì nó sẽ bảo quản được cái dạng axit đó ở cái độ pH kiểu tương đối ok nhất, nhưng mà nó sẽ không thể thấm sâu được vào ở phía bên trong và phía bên dưới. Như vậy thì làm sao để có những cái tác dụng ví dụ như tăng sinh collagen các kiểu vân vân, nó chỉ lơ lửng ở trên bề mặt thôi. Thì đối với mình nha, những cái dạng đó thì mình không đánh giá cao. Tiếp theo á, là để cho nó đi sâu vào da hơn và để nó hoạt động tốt hơn, thì một trong những cái dạng mà mình sẽ đánh giá cao hơn là cái dạng mà ascorbin palmitate. Tại vì cái dạng này được chứng minh là nó có một cái đầu ưa dầu, nó có thể tan được trong gốc dầu, mà do nó đã tan được trong gốc dầu thì nó có thể đi sâu hơn. Nhưng mà khi đi sâu hơn rồi thì làm cách nào để nó có thể hiệu quả hơn, thì đương nhiên là phải áp dụng công nghệ rồi. Một số hãng nó sẽ áp dụng những cái công nghệ mới hơn, ví dụ như Telsan sẽ áp dụng cái công nghệ là RHA. Cái công nghệ RHA là một công nghệ rất là hay để cho HA nó là một cái dạng khác, nó đi sâu hơn vào phía bên trong. Tương tự, mình đơn giản hóa nó đi bằng cái việc nó sẽ như những cái hạt nhỏ, khi mà thấm sâu vào làn da rồi thì nó sẽ tạo những cái liên kết chéo, hình thành nên một cái mạng lưới, mình hay gọi là cái lưới đánh cá hoặc là cái mạng nhện đó. Khi mà hình thành nên cái mạng nhện này xong thì cái vitamin C dạng ascorbin tetrapalmitate này nó tan được trong gốc dầu, nó đi xuống rồi, nó động lại ở trên cái mạng nhện đó và nó tạo thành một cái lực để nó hút, nó kéo xuống, thì vitamin C ở đây nó mới work cực kỳ tốt. Thì đây là một trong những cái minh chứng mà các bạn đang áp dụng công nghệ vào để vitamin C của các bạn hoạt động một cách tốt nhất. Thì ok, mình sẽ cho các bạn một ví dụ ba dạng vitamin C ở trên thị trường, ba nhà khác nhau. Ví dụ như vitamin C của nhà DeAndre chẳng hạn, thì DeAndre có một cái là 20% ascorbin palmitate ở trong vitamin F, thì giá của vitamin C của nhà DeAndre thì nó rất là rẻ rồi, giá khoảng 200-300 ngàn thôi. Ok, vitamin C của hãng thứ hai đó là Polarjoy, thì vitamin C của Polarjoy thì đây là C booster, thì đây là 15% LAA được bảo quản trong vitamin A và vitamin F nha. Và ở trong em này thì còn có các chiết xuất thực vật khác nhưng mà mình sẽ không nhắc đến, tại vì chủ yếu mình muốn nhắc tới vitamin C thôi. Và vitamin C của nhà Telsan, thì Telsan là một cái hãng kiểu, nói chung á, là thực sự là các hãng lớn còn rất là nhiều. Ví dụ như bạn nghĩ là cao hơn Obagi á, là có hay không? Có chứ, có rất nhiều. Ví dụ như Telsan, Telsan là một trong những cái nhà mà rất mạnh và cực kỳ mạnh về HA luôn. Và
filler HA của nhà Telson là một trong những cái filler duy nhất được FDA và EU approve cho việc dùng cho vùng da quanh mắt, tại vì vùng da quanh mắt nó cực kỳ nguy hiểm, nó ảnh hưởng đến giác mạc rồi hệ thần kinh rồi thị lực của các bạn nữa, nên phải cực kỳ cẩn thận. Vậy nên cái nhà này rất mạnh về HA và cực kỳ mạnh về cái công nghệ luôn á. Và công nghệ RHA của hãng này là được kiểu đăng ký bản quyền luôn á, không ai được xài hết, và hãng này cũng có sản xuất vitamin C nha. Vitamin C kết hợp với công nghệ RHA mà nó mạnh cực kỳ, mạnh kinh khủng, 8%. Chỉ cần 8% thôi, quốc kiểu kinh khủng, quốc banh nóc luôn á. Ok, mình sẽ so sánh luôn cho các bạn nhé. Ok, về sản phẩm đầu tiên đó là 20% ascorbin tetrapamitate ở vitamin F của nhà Dionori. Thì cái sản phẩm này đó là 20% ascorbin tetrapamitate. Thì cái dạng vitamin C này là một cái dạng khá là tốt, tại vì nó có một cái đầu ưu dầu, nó có thể tan được trong gốc dầu thì nó có thể thấm vào trong làn da của bạn khá là tốt. Bên cạnh đó thì cái nền của sản phẩm này cũng là hoàn toàn là nền dầu luôn, ví dụ như dầu dừa, dầu jojoba, dầu squalane vân vân. Nhưng đối với mình, theo mình đánh giá là những cái dầu này nó không có áp dụng công nghệ gì nhiều hết. Nó đơn giản, nó chỉ là một cái dung môi để cho cái vitamin C này có thể tồn tại ở một cái dạng stable, ổn định ở trong cái kết cấu này thôi, chứ nó không có cái công nghệ gì để nó có thể đẩy được tiếp cái vitamin C này đi vào trong da của các bạn hết. Bên cạnh đó thì cái base oil này thì hợp với da khô hơn, hợp với da thường tới da khô hơn nha, chứ chưa chắc là hợp với da dầu hơn đâu. Và bên cạnh đó thì cái trải nghiệm của mình đối với sản phẩm này đó là zero, không điểm, không hề work. Nói chung là gọi là tiền nào của nấy thì hơi không đúng. Nói chung là mình hơi phí, tại vì cái dạng này đang là một cái dạng rất là tốt. Nhưng mà đó, như các bạn đã thấy rồi, nó đối với mình nó không work. Đối với một số bạn maybe nó sẽ work, nhưng mà một cái đặc trưng của nhà Dionori là kết cấu tệ. Mình nói hoài luôn, cái cấu tệ mình nó hoài, nó thật sự nó chán luôn á. Nên nói chung đây là một trong những dạng vitamin C mà mình không khuyến khích mua. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ có vitamin C 15% dạng LAA trong vitamin E và vitamin F của nhà Parachoy. Thì tới Parachoy thì ok, các bạn yên tâm rồi, giá cao mà, tới 1 triệu mấy, 1 triệu 7, 1 triệu 8 gì đó. Maybe là low low sale thì có thể mua được 1 triệu 4, 1 triệu rưỡi. Nhưng mà mặc định chung giá vẫn cao nha, giá vẫn cao cho một cái chai như thế. Và một cái đặc trưng của vitamin C nhà Parachoy đó là gì? Dạng LAA, cái hệ bảo quản này chưa tối ưu, tại vì cái hệ bảo quản mà tối ưu nhất và kiểu cái combo mà để cho vitamin C nó tối ưu nhất á, thì bị SkinNutricals đăng ký bản quyền rồi. Cái công thức mà vitamin C cộng vitamin E cộng ferulic acid á, là đã được SkinNutricals đăng ký bản quyền rồi. Hiện giờ Parachoy chỉ đang cố tạo thêm một cái complex mà nó tương tự thôi, nhưng mà nó không được tối ưu như vậy. Nên các bạn phải hiểu là cái hạn sử dụng sau khi mở nắp của cái chai Parachoy đó là 3 tháng, và thật sự nó bị oxy hóa rất nhanh. Bạn nào có thì sẽ thấy là cái đặc trưng của cái chai đó là nó rất nhanh ngã màu. Và nói chung là qua tới 2 tháng mấy là mình đã kiểu rất là sợ, mình không dám sử dụng tiếp cái chai đó rồi. Để hỏi mình là cái chai đó work hay không thì ok, chai đó work. Và một trong những cái đặc trưng mà các bạn thấy là gì? Càng lên cao, các hãng càng mắc tiền thì vitamin C của các hãng đó chưa chắc đã sản xuất cái nồng độ cao nha. Ví dụ như ở các hãng thấp, ví dụ Dionori hoặc là OK đến Kelis chẳng hạn, thì các hãng đó sẽ sản xuất 20% vitamin C, 23% vitamin C hoặc là 30% vitamin C dạng LAA luôn. Nhưng mà lên tới các hãng lớn thì các bạn thấy là Parachoy sản xuất chỉ cần 15% LAA thôi. Nhưng hỏi mình là work hay không? Work tốt chứ, rất work, work cực kỳ tốt luôn, work tốt hơn 30% kia luôn. Vậy một câu hỏi của mình đặt ra là có nhất thiết vitamin C phải ở nồng độ cao mới hiệu quả hay không, hay là càng cao nó càng tăng cái khả năng bị kích ứng vào da của các bạn. Vậy nếu như mà nếu đầu tư được á, thì nên đầu tư vitamin C đắt tiền một chút xíu để cho nó đi sâu vào da, nó thấm ở trong và nó hiệu quả hơn từ ở phía bên dưới lên nha, chứ đừng có để cho nó lơ lửng ở phía bên trên, nó rất là uổng. Ok, hàng high end vitamin C chúng ta có hãng gì? Chúng ta có Telson. Thì vitamin C của hãng Telson này cực kỳ đặc biệt, 8% ascorbin tetrapamitate thôi, nhưng mà work cực kỳ tốt, work cực kỳ kinh khủng luôn. Một trong những cái nghiên cứu của hãng này so với một cái vitamin C khác khoảng 3 triệu trên thị trường chứa 10% LAA á, thì vitamin C của hãng này nó work tốt hơn hẳn, không hề làm mất độ ẩm trên làn da của các bạn nha. Tại vì cái công nghệ RHA này là một công nghệ được đăng ký bản quyền rồi, nó tạo thành một cái mạng nhện á, mình hay gọi là như vậy, nó tạo thành một cái mạng nhện, nó vừa hút ẩm, vừa giữ ẩm, mà nó vừa ngăn không cho lượng độ ẩm nó mất đi qua da. Vậy nên một cái công nghệ này mình thật sự mình phải gọi là đây là cái công nghệ mà HA mà nó tối ưu tới cái mức mà nó có thể chống lão hóa được cho các bạn bằng công nghệ chỉ cần HA thôi. Bên cạnh đó nha, cái mạng nhện này thật sự rất là tốt. Ví dụ như bạn biết là trong vitamin C đó đi, thì có 8% là ascorbin tetrapamitate, thì khi mà nó đã tan được trong gốc dầu, nó thấm vào da rồi,
nó được động lại trên cái mạng nhện đó và nó tạo thành một cái lực mà nó kéo đi xuống nữa. Từ đây nó làm da của bạn sáng hơn, tăng sinh collagen từ cái phần đáy hạ bì cho trung bì đi lên đồ các kiểu luôn á, chứ nó không bị lơ lửng ở phía bên trên. Đó là lý do nha. Thật sự trong các nghiên cứu của hãng, hãng rất tự tin, rất nghiên cứu luôn. Trong 9 ngày là sáng da có tăng sinh collagen trong đúng 9 ngày luôn. Hiệu quả cực kỳ tốt, cực kỳ cao luôn so với các hãng khác 3 triệu ngang tầm ở trên thị trường luôn á, là hãng này tốt hơn hẳn. Bên cạnh đó thì cái mạng nhện RHA này mình thật sự mình rất thích cái từ mạng nhện, tại vì nó bám hết tất cả những cái dưỡng chất còn lại ở trong vitamin C và trong cái chai vitamin C serum này luôn. Ví dụ như là pyruvic acid thì ở trong này có 0.1% nữa, thì cái chất này nó sẽ kết hợp được với là vitamin C và kết hợp được với RHA để làm gia tăng cái khả năng chống lão hóa, tăng sinh collagen và làm sáng da cho các bạn nữa, thì nó cũng động lại ở trên cái lớp mạng nhện này luôn. Và từ đó thì như các bạn đã hiểu rồi, nó được động lại ở trên đó và nó sẽ work kiểu lung tung, quất banh chành ở đó luôn á, có nghĩa là không sợ bị mất đi, không sợ bị hao hụt đi gì hết nha. Rồi bên cạnh đó nha, ở trong bên này còn có 1% glucosamine phosphate để tái cấu trúc nè, rồi cái hỗn hợp để restructure complex là một cái tổ hợp mà ở trong đó sẽ có glutathione nè, rồi lipolic acid nè, nói chung là rất là nhiều luôn. Thì tất cả những cái chất đó nó vẫn động lại ở trên cái lớp mạng nhện đó luôn, kể cả những nguyên tố kiểu đồng, kẽm, 8 loại acid amin động lại hết. Bạn thấy nó không mất đi một cái gì hết. Và đó, đây là một cái lợi thế của một cái hãng lớn mà khi mà các bạn đầu tư công nghệ quá cao vào một cái sản phẩm như vậy á, thì các bạn hưởng hết. Một chai serum mà bạn hưởng hết từ đầu tới cuối luôn, bạn không mất đi một cái gì hết, tại vì nó không có thoát ra da luôn. Hoàn toàn có thể chỉ sử dụng cái loại serum này xong đi ngủ, tại vì cái RHA này nó có thể thay thế luôn cho cái kem dưỡng luôn á. Có nghĩa là nó sẽ ngăn cái tình trạng mất nước qua da luôn á. Đúng kiểu là tiền nào của nấy luôn. Ok, vậy kết luận của mình là gì? Nếu như các bạn chọn vitamin C thì nói chung là các bạn nên đầu tư những cái hãng mà có công nghệ tốt một chút xíu, hoặc là những cái công nghệ được chứng minh là nó hiệu quả, hoặc đơn giản các bạn muốn sử dụng, muốn trải nghiệm vitamin C thì thật sự là ở trên thị trường có vô vàn cái hãng sản xuất vitamin C, các bạn có thể lựa chọn theo cái tầm giá tiền của các bạn. Nhưng mà như mình á thì cũng khá là khó nói, tại vì mình trải nghiệm, mình muốn mình trải nghiệm hết, mình khá là tham. Vậy nên á, một trong những cái lời khuyên của mình đó là các bạn nên chọn cái những cái vitamin C mà nó ổn định hơn một chút xíu. Mình quên nhắc là cái Telsan hồi nãy á, là hạn sử dụng là 18 tháng sau khi mở nắp nha. Rất là bền, rất phù hợp cho các bạn mới bắt đầu dùng vitamin C luôn, tại vì độ pH của nó sẽ ổn định khoảng từ 5 tới 6. Nó không sợ bị hư hỏng, hủy hoại gì đó, nên các bạn hoàn toàn yên tâm nha. Có chắc là vitamin C nồng độ càng cao nó sẽ càng work hay không, hay là cái công nghệ càng cao nó sẽ càng work? Nó đơn giản là câu chuyện như vậy thôi. Ok, nội dung của video hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu như mọi yêu thích content của mình thì hãy cho mình một like và một subscribe cho channel của mình, đồng thời follow mình qua social media Facebook và Instagram. Hẹn gặp lại mọi người trong các video sau. Bye bye.